Từ này đọc như thế nào? Economy. Sai rồi. Từ này. Economic. Cũng sai rồi. Thế từ này đọc như thế nào? Economic. Chuẩn rồi đấy. Từ này. Economy. Wow, chuẩn. Thế tại sao nhìn vào từ này lại không biết đọc? Từ này không có phiên âm nên không đọc được. À, còn từ này thì? Có phiên âm. Có phiên âm nên đọc được, nghĩa là sao? Thì mình quen khi mà có phiên âm thì mới đọc được, còn khi mà không có phiên âm thì không đọc được. Khi nhìn thấy phiên âm thì mới đọc được từ, còn không nhìn thấy phiên âm thì là không đọc được từ không luôn được. À, hiểu rồi. Ok, hiểu rồi. Xin chào các bạn. Có bạn nào giống như nhân vật của chúng ta vừa giờ không nào? Đó là chúng ta chỉ biết cách đọc từ một cách chuẩn xác khi chúng ta nhìn vào phần phiên âm của từ đó. Còn lại thì chúng ta sẽ không đọc được nếu như không có phiên âm. Hana thấy có rất nhiều bạn như vậy. Vậy là tại sao? À, Hana hiểu rồi. Đó là do các bạn chỉ được dạy phát âm từng âm một như thế nào và cách đọc phiên âm một từ ra làm sao, chứ không được dạy cách tự phiên âm từ đó như thế nào rồi đọc, đúng không nào? Hana lấy ví dụ nhé. Hai từ đầu của chúng ta, economy và economic. Các bạn thấy không nào? Hai từ này chỉ khác nhau mỗi một cái đuôi nhỏ xíu là y và x thôi, đúng không nào? Nhưng hai từ lại có cách đọc hoàn toàn khác nhau. Cũng là chữ cái e, nhưng chữ cái e của từ thứ nhất lại được đọc là x, và của từ thứ hai lại được đọc là e. Tương tự như thế, chữ cái o đầu tiên của từ thứ nhất đọc là o, nhưng của từ thứ hai lại đọc là ờ. Chữ cái o thứ hai của từ thứ nhất đọc là ờ, nhưng của từ thứ hai lại đọc là ờ. Các bạn thấy không nào? Nó thực sự khác nhau, đúng không? Vậy làm thế nào để chúng ta biết được chính xác một từ sẽ được đọc như thế nào mà không cần nhìn vào phần phiên âm của từ đó? Dễ rồi, tất cả sẽ được Hana giải đáp trong 5 buổi học chuẩn không cần từ điển. Sau 5 buổi, các bạn sẽ biết được cách tự phiên âm của từ, tự đọc từ mà không cần đến từ điển. Không những thế, khi đã hiểu những điều này, bạn sẽ không thể ngờ được rằng việc nói của bạn lại trở nên tự nhiên hơn và bạn nghe cũng tốt hơn. Bạn có thể nghe một từ mới mà bạn không biết nhưng lại có thể viết ra được chính xác từ đó. Khi Anna khám phá ra được tất cả những điều này, nó thực sự quá tuyệt vời. Nó đã giúp cho Hana rất nhiều trong công việc học tập và chinh phục tiếng Anh của mình. Hana cũng muốn bạn cũng có thể làm được điều như Hana đã làm. Vì vậy, đừng bỏ lỡ khóa học tuyệt vời này. Chỉ 5 buổi thôi, bạn sẽ không cần đến từ điển để đọc từ nữa. Nhưng lưu ý, khóa học chỉ dành cho những người đã đọc chuẩn các âm trong bảng phiên âm quốc tế. Hãy đăng ký vào form dưới đây để bắt đầu hành trình chuẩn không cần từ điển của Hana. Còn bây giờ, ta-da for now.